Xin chào các bạn nha. Video trước mình có chia sẻ về cái bổ trộn khí oxy tự động làm giàu oxy cho nước á. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn cách đấu vào bồn nước như thế nào và thêm một số ứng dụng của nó khi mà sử dụng cái bổ trộn oxy tự động này nhé các bạn. Đây, bổ trộn oxy nó thế này, đây là bổ phi 34 nhé các bạn. Có nhiều loại 34, 27, 21 và 60 hoặc là những kích thước khác thì các bạn có thể tùy chọn nhá. Hoặc đặt mình nha, mình sẽ làm. Đây, bổ trộn oxy tự động này. Nó sẽ lắp cho nguồn nước ở giếng khoan, giếng đào hoặc nước máy, giúp khử mùi hôi tanh của nước này, mùi clo nước máy này, làm giàu oxy trong nước, giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và oxy hóa khử sắt, làm cho nước lắng cặn nhanh hơn, rồi tăng hiệu quả khử sắt cho máy lọc nước và không cần vệ sinh, độ bền trên 10 năm luôn các bạn, rất là bền nha. Và cái này nó sẽ dùng để cho các bạn tạo oxy cho hồ tôm, hồ cá cũng được nha các bạn, rất là hay nha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào các bạn xem nha. Đây là cái bồn nước chứa của mình nha. Từ giếng khoan đi lên các bạn. Giếng khoan đi lên nha. Thì các bạn sẽ xem cái hệ thống nước nhà mình trước đó. Đây, giếng khoan đi lên. Thì có một đường ống mà có cái van màu đỏ đó. Là đường giới. Đường đi ra các bạn. Đi ra nha. Rồi. Đây. Đây. Thì đường ra này, đường ra của bồn nước á, nó sẽ vào cái bơm tăng áp các bạn, vào bơm tăng áp nha. Bơm tăng áp của mình đây á, thì sẽ đi vào cái bộ lọc thô. Đây, vào bộ lọc thô 20 in. Sau bộ lọc thô này á, thì nó sẽ đi lên cái bồn chứa. Bồn chứa trên cao. Đó, sau đó sẽ có một đường xuống để mình sử dụng. Rồi, đây là đường ống lên của cái bơm từ giếng khoan lên nhé các bạn. Từ giếng khoan lên. Đây, hiện tại là mình chưa có gắn cái bổ trộn oxy này. Đấy các bạn, đây là nước vào bồn bình thường nha. Nước vào bồn chứa thì các bạn sẽ gắn cái vòi vào bồn này, vào cái chỗ T của cái bổ lọc bổ trộn oxy nha. Bổ trộn oxy các bạn sẽ gắn vào, các bạn sẽ thấy hiệu quả khác liền nè. Đây, âm thanh sẽ kêu lên nha. Đó, gắn vậy thôi. Thì cái này á, nó có thể cắm xuống dưới bình, xuống sâu dưới nước cũng không sao nha. Đó, và các bạn thấy này, khí nó sẽ trào lên rất là mạnh nha. Đó, trào lên rất là mạnh. Cái mực nước mà tối đa khi nó đầy lên á, thì nó làm ngâm tầm này là tối đa nha các bạn. Còn các bạn lên đây thì nó sẽ tự động hút xuống nha. Tự động hút xuống. Cho nên mình sẽ căn tới đây là ok. Đây, các bạn chỉ việc gắn cái bổ trộn oxy tự động đơn giản thế này thôi nha. Đó. Rồi. Các bạn thấy à, lượng nước oxy nó tạo ra rất là mạnh nha. Đó, rất là mạnh luôn. Rồi. Bên này là cái phao của mình nè các bạn. Phao điện bên này. Đây, phao điện bên này. Các bạn thấy à, nếu lên một xíu nữa thì nó sẽ ngắt. Thì nước, lượng nước nằm ở đâu, nó sẽ tự động nằm ở đó luôn. Nó không có tụt xuống các bạn. Lượng nước tối đa. Rồi, ok. Mình căn đến mức đó là các bạn thấy không, motor tắt rồi. Thì nước vẫn nằm nguyên nha, vẫn nằm nguyên. Đó, nước vẫn nằm nguyên mực đó luôn. Ok nha. Các bạn phải đấu ở đây là mới đúng nhá. Còn đấu ở giữa cho đẩy lên này không được. Bởi vì cái lỗ chỗ này nó là để hút cái oxy vào nhá các bạn. Thêm một cái tính năng nữa rất hay. Các bạn thấy hiện tại đây á là cái vòi nước từ giếng khoan mình nha. Giếng khoan mình là khoan 80m. Đó. Thì các bạn thấy nước đang yếu này. Nhiều bạn thắc mắc có tăng áp hay không thì mình sẽ cho các bạn xem luôn nha. Rồi. Mình sẽ vặn gắn vào. Đấy. Rất là xa luôn các bạn. Thấy chưa? Vẫn đi ngang rồi. Nó gần như là xa gấp 3 lần nha. Còn nếu không có thì mình vẫn để chiều cao luôn các bạn. Để chiều cao này. Đó, nó đi tới đây thôi. Đi tới đây thôi. Đó, thấy chưa? Đấy. Và các bạn thấy này, khi mà nước ở trong cái ống này ra, nó không có tí oxy nào luôn. Còn qua cái ống này, đó, oxy nó khác hẳn luôn nha. Và nước mạnh hơn hẳn này. Ok chưa? Rất tuyệt vời nha. Rồi. Cái này sẽ dùng để tạo oxy sục hồ tôm, hồ cá hoặc là hồ cá cảnh này kia cũng khá là ok nha. Hoặc là có thể nhiều bạn muốn tưới cây trực tiếp mà có oxy thì gắn cái này vào tưới cũng được nha. Rồi nếu như các bạn muốn có nhu cầu mua cái này thì bấm vào link để mua trên trang web của mình là bình điện năng.com hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình để đặt hàng nha các bạn. Rồi, chào các bạn nha.